Nghe nè, ta đưa cô tới đây thôi, cô á tự vô nhập xác đi. Nè nè, mà nhớ nha, khi mà sống lại là không có được quyền nhớ chuyện cũ, nghe chưa? Cô hứa đi. Mà cô không hứa là tôi không có tin á. Ủa mà thôi, cần gì cô phải hứa chứ, tôi làm phép là cô phải quên à? Quên, quên liền à, quên liền à, đúng không? Tôi nhìn cái mặt là biết quên rồi. Thôi tôi đi nha, ở dưới Diêm Vương á còn nhiều việc để cho làm lắm. Thôi tôi đi á. Lại vắng số như vậy. Phu nhân ơi, chuyện gì? Hình như tay của Huyền Thị. Hả? Tay của Huyền Thị đã nhúc nhích. Huyền Thị sao? Tay của Huyền Thị đã nhúc nhích. Cô sống dậy rồi. Cô Huyền Thị sống dậy, phu nhân ơi. Nè A Hoàng, sao vậy? Huyền Thị ơi, Huyền Thị, em là người hay là ma vậy? Em chết rồi mà. Phu nhân, sao vậy chị? Em vẫn còn sống mà. Thịt em còn ấm mà. Thật là kỳ tích. Huyền Thị à, phép màu nào đã đưa em sống lại vậy? Lạy trời lạy Phật, đã cho Huyền Thị sống lại. Cảm ơn trời Phật. Chị bị sao vậy? Em vẫn còn sống mà. Có phải là em ngủ quá lâu rồi đúng không? Em trầm mình xuống sông, người ta phát hiện rồi vớt xác em lên. Rõ ràng là lúc đó em đã tắt thở rồi. Chị đang chuẩn bị lo hậu sự cho em. Thật không ngờ em đã tỉnh lại rồi. Thật kỳ lạ quá. Em trầm mình sao? Em chết thật rồi hả? Sao em không nhớ gì hết vậy? Thôi, em vừa mới tỉnh dậy, đừng có nghĩ ngợi gì nhiều. Nghe chị, em cứ tỉnh dưỡng đi. Này, dạ, để mang con đi hết đi. Đi đi. Em nhớ rồi chị. Em nhớ rồi. Lúc đó là em đi ra công đường, tên Bún được thả về. Hắn còn thách thức, nếu như mà em muốn tìm con gái thì phải xuống dưới sông. Cho nên là em mới ra bờ sông để tìm con. Trời ơi, nói bậy không à. Huyền Chi làm sao mà ở dưới sông? Con gái của mình nhất định vẫn còn sống.